bỏ đói ở đây á, là phương pháp 16/8, có nghĩa là nhịn ăn 16 giờ đồng hồ và ăn trong 8 giờ đồng hồ đó thôi. Thì chúng ta cứ giữ một cái mức độ như vậy thì chúng ta sẽ tốt lên. Và ai ở đây á mà đã từng đi xét nghiệm rồi thì khi mà chúng ta áp dụng phương pháp này thì tôi đề nghị á, mọi người đi xét nghiệm và 6 tháng sau, sau khi xét nghiệm xong rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả những cái mà bệnh trong chúng ta là mất hết, từ cái cholesterol nè, rồi máu nè, rồi tiểu đường nè, rồi gan nhiễm mỡ nè, rồi men gan cao nè, rồi thậm chí những cái người bị gút sẽ thấy tất cả trở lại bình thường hết.